Các bạn thân mến, trước mắt chúng ta là toàn bộ gian trưng bày sinh vật cảnh Phú Thọ nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương và lễ hội đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019. Nơi đây có quy tụ rất nhiều những tác phẩm bonsai cực kỳ đẹp mắt của các tỉnh thành. Và bây giờ chúng ta cùng xuống để đi tham quan. Xin mời các bạn. Mời các bạn chúng ta cùng tham quan triển lãm. Rất nhiều cây đẹp. Đây là cây lộc vừng. Đây này mình phun cho vào mấy cái chỗ này đấy. Đây là cây tường vi. Mà chứa thủy hoa rất là thơm. Trong mắt chúng ta là một rừng ruối. Tác giả là anh Ngô Đoàn, Yên Tử, Bắc Ninh. Anh là một người rất là khéo và chịu khó sưu tầm cây. Anh không chỉ có ruối mà còn nhiều cây khác nữa. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng tác phẩm rừng ruối của anh. Một cây dối rất đẹp, rất độc đáo. Xanh kỳ đá. Cổ vật nó cao nữa chứ gì hả chú? Thôi.
cây xương cá mini. Cây hải châu của anh Đức Thịnh, câu lạc bộ Vĩnh Yên. Cây sơn trà, địa chỉ của anh Sáng Quang, địa chỉ Đức Bác. Cây sơn trà, cây rất là đẹp. Xi lá đỏ của anh Nguyễn Đình Hồng. Một cây xi dáng quái, rất xa cây. Một tác phẩm si thực quyền nữa. Đây là tác phẩm Sinh Tím của anh Nguyễn Văn Đạt. Ngắm cây chúng ta lại nhớ đến bài hát Những Đồi Hoa Sim. Đây là cây ổi. Tiếp theo là linh sam lũa. Nguyễn Đình Hùng.
với một cái không gian rất là chật hẹp thế này thì để có một góc quay đẹp rất là khó các bạn ạ. Đấy. Ta xem cây ly sam lũa của nó rất đẹp. Đã chơi ly sam là phải có lũa. Bởi vì cái lũa của ly sam rất là cứng, rất là đẹp. Ngoài ra thì cây linh sam còn có hoa, hoa màu tím. Cây này có nhược điểm là nó có gai. Ta thấy có những ngọn gai đấy. Tùng là hàng. Rất khó để có một cái góc quay đẹp. Một cây xanh cổ nữa. Cây xanh này thân của nó đã trắng mốc. Một trắng mốc xanh rất là cây. Lộc Vừng Mini